thể tích của xăng sẽ thay đổi theo nhiệt độ. Nó sẽ co vào khi ở nhiệt độ thấp và nở ra khi ở nhiệt độ cao. Qua đó, nhiều người cho rằng đổ xăng vào buổi sáng sớm sẽ có lợi hơn so với đổ xăng vào buổi trưa nắng nóng. Điều này có thực sự chính xác? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Có bạn đã chia sẻ cực kỳ chi tiết như sau. Hệ số nở của xăng là khoảng 0,001 lít trên 1 độ C. Tức là 1.000 lít xăng sẽ thành 1.001 lít xăng sau khi tăng thêm 1 độ C. Với điều kiện chênh lệch 15 độ C thì sau khi đổ 1.000 lít xăng thì chúng ta sẽ có 1.015 lít xăng. Như vậy khi đổ 50 lít xăng với giá 20.000 một lít thì chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm được 15.000 đồng. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng cần phải đáp ứng ở đây là nhiệt độ chênh lệch lên đến 15 độ. Đối với những xe chở xăng thì chúng tôi không có thông tin cụ thể nên chúng ta sẽ không bàn đến ở đây. Nhưng với xăng để bơm cho chúng ta hàng ngày thì đây là một điều không tưởng. Bởi vì theo thiết kế, nơi chứa xăng thường là bể ngầm ở dưới mặt đất và đáp ứng những yếu tố quan trọng để bảo quản xăng dầu thì gần như không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài. Quá trình có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường là khoảng thời gian từ bồn chứa bơm lên trên vòi phun. Nó là quá ngắn để có thể bị một tác động lớn trong việc giãn nở thể tích xăng. Như vậy là việc giãn nở hoàn toàn không đáng kể và chúng ta có thể yên tâm đổ xăng bất cứ lúc nào mà chúng ta cảm thấy cần thiết mà không lo ngại về việc sẽ bị thiệt thòi khi lượng xăng bị giảm đi. Tóm lại, thời điểm nào là đổ xăng tốt nhất? Câu trả lời của tôi là đổ xăng khi giá xăng rẻ nhất. Và để tiết kiệm thì chúng ta nên luyện tập cách đi nhẹ nhàng, đều chân ga. Đó sẽ là cách tốt nhất để chúng ta tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe của bạn. Đó là câu trả lời của chúng tôi về vấn đề này. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về ô tô xe máy, xin vui lòng comment ở phía dưới. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.